anh đừng có ba hoa nữa. Mau mang quần áo đi giặt đi. Nhớ không được dùng máy giặt mà phải giặt bằng tay. Tôi bảo anh ra miếu Thành Hoàng mua, anh lại mua ở góc nào về cho tôi hả? Anh đùa ai à? Cô nói gì? Ly hôn. Chứng nhận ly hôn. Vứt này. Tôi vứt hết cho anh xem. Rồi, anh đúng là đồ chẳng ra gì. Ngày ấy tôi thật không có mắt nên mới lấy anh. Tôi đã thích Cung Hỷ từ lâu rồi. Cung Hỷ, chúng ta tái hôn đi. Liệu người chồng sẽ lựa chọn người vợ cũ hay tình mới? Đón xem 36 tập của bộ phim tâm lý tình cảm Xuân Muộn trên sóng NTV bắt đầu từ 11 giờ 55 phút ngày 6 tháng 9 năm 2017.